Ngày 20 tháng 4, Đại hội đại biểu Hội chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027 đã thành công tốt đẹp. Dự đại hội về phía Trung ương có đồng chí Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam. Về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và 228 đại biểu đại diện cho trên 124.000 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh. Nhiệm kỳ 2016-2021, công tác chữ thập đỏ, các hoạt động nhân đạo được Hội chữ thập đỏ triển khai với nhiều cách làm sáng tạo phù hợp. Cụ thể đã tặng trên 166.000 suất quà, đỡ đầu hỗ trợ 3.975 đối tượng khó khăn, trẻ mồ côi, vận động và tiếp nhận trên 27.000 đơn vị máu, tổng trị giá các hoạt động nhân đạo trên 330 tỷ đồng, với trên 420.000 lượt người được giúp đỡ. Tham luận tại đại hội đã làm rõ những khó khăn và cách làm trong vận động nguồn lực, tổ chức các hoạt động nhân đạo từ thiện, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phấn đấu hỗ trợ 100% các địa chỉ nhân đạo đã khảo sát, lập hồ sơ, tiếp tục vận động nguồn lực, duy trì các mô hình nhân đạo, phấn đấu tối thiểu 1% dân số tham gia hiến máu tình nguyện. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong đánh giá cao các phong trào hoạt động của Hội chữ thập đỏ nhiệm kỳ qua, khẳng định sự hỗ trợ kịp thời không chỉ giúp cho hàng nghìn hộ nghèo, người khó khăn, neo đơn ổn định cuộc sống, mà còn lan tỏa giá trị nhân văn cao đẹp trong cộng đồng. Nhiệm kỳ tới, đồng chí yêu cầu các cấp hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đưa phong trào chữ thập đỏ phát triển rộng khắp. Một là các cấp ủy đảng, chính quyền cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Hội chữ thập đỏ một cách chủ động, thiết thực, hiệu quả hơn nữa. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ an sinh xã hội. Hội cần chủ động đề xuất những chủ trương, biện pháp, giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo hướng về cơ sở. Ba là tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội chữ thập đỏ các cấp theo hướng dựa vào cộng đồng, gắn với người dân, nắm chắc đối tượng khó khăn để vận động trợ giúp trực tiếp, thiết thực, bền vững. Đại hội đã bầu 35 đồng chí vào ban chấp hành khóa 7, bầu 11 đồng chí vào ban thường vụ. Đồng chí Đỗ Thành Công, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ khóa 6 tiếp tục tái đắc cử Chủ tịch Hội khóa 7. Đại hội suy tôn đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, là Chủ tịch danh dự Hội chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội cũng đã bầu 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027. 10 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc, vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.